Rồi, nhấc ra luôn, thẳng ra luôn. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Và đây là con máy Minota RT Super. Đây là con máy sẽ là chủ đề chính của ngày hôm nay. Và con máy này không phải là mình đang bán đâu nha. Con máy này là một bạn nhắn qua mình qua Insta nhờ mình review những con máy này. Không phải review nữa mà kiểm tra dùm thì chính xác hơn. Tại vì bạn ấy ở xa, không có trong Sài Gòn á. Cho nên là nhờ shop mua thanh toán hết rồi ship qua bên mình. Đáng lẽ là mình phải test cho bạn ấy từ rất là đầu tuần rồi mà bận quá. Hôm nay cuối tuần mới có thời gian để test cái con máy này. Thì... con máy này á, mình đã check á, là quay hình rất là ok, buồng phim cũng sạch sẽ, lens cũng ổn luôn. À, có filter ở đây nhanh nên nhìn nó hơi ố vàng một tí, chứ nhìn cũng không đến nỗi gì cả. Có một số bụi bên trong, nhưng mà không đáng kể. Chỉ có điều á là cái phần nắp pin chỗ này nè, mà có vẻ như là nó bị reset do để pin hay sao đó, hay bị oxy hóa ăn mòn á, nhìn hơi tệ. Không biết ảnh hưởng gì đến chức năng đo sáng hay không. Nên hôm nay mình sẽ test con máy này. Rồi, báo cho mình đã sớm ra sao. Tết là một cuộn phim. Vậy ha, cùng đón xem video nha. Tiếp nữa mình sẽ lắp là cuộn phim có ISO 250 ấy. Nên là sẽ chỉnh ISO một cách là nhất cái đó lên, nhất vòng trắng lên. Ừ, rồi xây tới 250 điện lên. Số 50 hay 20? 250. Nếu không có 250 thì mình sẽ chọn 200. 200. Rồi ok. Thì cái lượng lưu ý trước khi chụp phim lúc nào cũng phải set ISO trước, không là dễ bị lỗi.